Nà mà nếu nếu cua không cua mà khóc đó. Khóc như nào? Là sao? Khóc, khóc nó bỏ không có cái gì. Là cậu bỏ cái này mà lấy con dao bông mà khóc không cua đó. Cua là cua cho tiểu cháu là tiểu đình này nè. Cua cua mà cua nhưng mà Thank you.
dính chỉ khua à. Cho ít thôi, cho nhiều nó không ăn hỏng hết. Đó. Tao mua đó. Các bạn nhỏ thích lắm đấy. Có dây ăn à? Vâng ạ. Ý, cho cỏ hơi sợ không béo nữa. Cua chỉ no nữa. Một lại rau nhỉ? Anh chỉ ăn được một lần, là một lại thôi thì chỉ có thế. Nó bỏ không có cái để cái này không có lấy cái gì à không có à, lấy cỏ dọc bồng à tức nghĩa là chưa có cái gọi là cắt cỏ ấy cái đấy gọi là cái băm cỏ bò ấy. Thì là vẫn hiện tại là vẫn còn phải mang sang nhà của bố mẹ nhỏ sau sang đấy bây giờ mới cắt xong mới mang ra đây nhỏ là như này. Lấy một cái quả rau. Quả cho nín rồi à? Ừ, quả cho rồi à. Một lại rau lò mà quả. Ừ, hai cái mũa thì cái từ tu ba tàu y cha rồi thì quả để nên mà ba. Nhớ quả từ tu một vua quần đại chứ không có gì à. Tức nghĩa là đi sang lấy ở bên chợ về cái gọi là cắt cỏ bò thì đúng không? Ừ, đúng rồi. Thì can. Thầy Lý mà khó là mình tăng mà. Nà mà nếu cua, không cua mà khóc đó. Khóc như nào? Là sao? Khóc nó bỏ không có cái gì. Là cỏ cái này mà lấy có rau bông mà khóc không cua đó. Cua là? Ừ, cua cho được cháu là được đinh nè nè. Của của mà của mà chỉ cua chỉ cua được tấu tổ mà thả được chứ sau này hay chỉ mua cho này chỉ mua cho này à chỉ mua cho này của này nè mà này hay hú u này mà nếu là giàu có liền mà là hết nhỉ là cái này là mùa đông lạnh cái là mình mua vào thì mình quây vào còn bây giờ hiện tại chưa lạnh lắm thì chưa cần quây đâu. Khóc luôn. Về bình thường ấy như bất cứ nhà nông nào trên này cũng thế thôi mọi người. Là nghĩa là với bất cứ nhà nông nào trên này thì khi mà chăm nuôi bò, trâu hoặc là dê ấy thì đều phải có đó là gì có một cái để băm cỏ bò ấy như những cái hình ảnh mà Giang Mạch có chia sẻ trên video thì như chú kể lại thì là hôm qua chị Sùng có cắt cỏ tuy nhiên thì không có cái dao đấy đâm ra là chị khóc luôn khóc với mẹ vợ của xá thôi chứ không phải là khóc với bố đấy, vì là không có ấy nên là
vất vả, mệt quá nên là khóc. Tao rất mạch thì lên đây cũng gần 2 tháng rồi chưa bao giờ thấy chị Sùng khóc hay là như nào cả. Rồi chỉ có người nhà tiếp xúc nhiều và những cái khi mà anh em mình không xuất hiện thì mới có những cái cảm xúc đấy thôi. Nên là chắc chắn là trong nữa nhận được cái món quà của anh Hầu, khi nhận được cái món quà đấy thì chắc chắn là cái cảm xúc nó sẽ khác. Đó. Lọ một. Bắt đây là. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch nhé. Hôm nay thì một ngày trời rất là mưa và anh em mình có nhận được cuộc điện thoại của chỗ anh Cái trưởng thôn và anh Nga Hầu từ ngày hôm qua rồi. Tuy nhiên thì hôm nay mới có thời gian để vào đây và gửi cái món quà của anh Nga Hầu trước khi vào tân gia của chị Sùng. Đây là một cái món quà phải gọi là hình như là món quà đầu tiên trong tất cả các món quà mà quý khán giả cũng như là những người quan tâm tới hoàn cảnh của chị Sùng gửi đến cho Tam Giác Mạch. Và trong nữa thì trong cuối video Tam Giác Mạch sẽ bật mí cho tất cả mọi người cùng thấy cái món quà của A Hầu là gì. Và chắc chắn là như anh em mình thì biết rồi, còn quý khán giả thì cố nán lại một chút. Và cũng rất là tình cờ thì anh em mình lên đây cũng gặp cảnh chị Sùng đi lấy cỏ về cho dê để chăm sóc đàn dê của mình. Hiện tại là do là chưa có cái gọi là thái cỏ bò ấy, cái dao thái cỏ bò
như bình thường mà Tao Rất Mạch hay chia sẻ trên video, thì chị Sùng vẫn còn phải chặt bằng tay như thế này, rất là vất vả. Còn việc đi lấy cỏ thì chắc chắn vẫn là thủ công bằng liềm rồi. Đấy, đây là ba chú dê mà anh em mình sử dụng quỹ tiền của cô Ngọc Ánh. Cô có gửi cho Tao Rất Mạch thông qua anh Ngọc là 11 triệu rưỡi, thì anh em mình mua hết chỗ này là 11 triệu rồi. Ba con dê rất là đẹp, hai con dê đã chửa rồi và một con đực mới được 4 tháng tuổi thôi. Bình thường thì khi mà đến với vùng cao, bất cứ gia đình nào cũng vậy thôi, quý cô anh chị rất dễ bị bắt gặp hình ảnh trẻ con hoặc là người lớn hoặc bất cứ độ tuổi nào khi mà đã gọi là biết giúp bố mẹ rồi thì sẽ thấy hình ảnh là dùng cái dao để mà thái cỏ bò ấy, một người mồi cỏ và một người thái. Còn nhà chị Sùng thì mới chuyển sang đây sinh hoạt cũng như sinh sống ở bên này, sau khi nhận được sự trợ giúp của các tấm lòng thơm thảo thì đã xây được cái căn nhà rất là đẹp rồi. Thì mới đầu thì vẫn còn phải dùng băm như này. Không biết các bác ở quê ngày xưa có dùng dao để băm rau lợn như Tam Giác Mạch không? Và đối với Tam Giác Mạch thì từ bé đã phải băm rau lợn như thế này rồi. Đấy, đây là cỏ, quỹ cỏ tự nhiên thôi. Và trong thời gian vừa rồi thì Tam Giác Mạch cũng có gửi mật bạc hà cũng như là mật ong rừng cho quý cô bác anh chị và tất cả mọi người trong khắp và ngoài, trong và ngoài nước, thì cũng nhận được rất là nhiều phản hồi tốt. Và đến thời điểm hiện tại thì Tam Giác Mạch vẫn còn một chút mật nữa, nếu mà quý cô bác anh chị nào mà có mua thì có thể liên hệ với Tam Giác Mạch nhé. Và dê đẹp quá nhỉ. Ói quá hay sao nó còn tranh nhau ăn cơ. Đấy, đúng rồi, cái khô phải bỏ ra. Cái khô bỏ ra bên đấy là làm chỗ ngủ luôn đấy nhỉ. Cho nó ấm. Dê ngoài ra còn ăn cái cỏ voi hay quá nữa. Dê thì ăn dễ thôi nhỉ, nhiều cái nó ăn mà. Cái trước nhà anh cũng nuôi dê, nhưng mà nuôi 5 con thôi. Vất vả lắm, bọn anh nuôi không phải chăm cỏ này đâu mà thả thôi. Một người đi chăn ấy, đâm ra là ui dê nó chạy kinh lắm. Thả gì thì cũng được, nhưng mà nếu mà có gì thì ăn hết. Có mua các thứ là thôi, xin lỗi nha, ăn hết luôn. Qua là tao rất mạnh nhận ở xe khách, đây là một bộ nước tề đấy, là một bộ váy mông. Thực thường là các cô gái và chàng trai người Mông ấy, khi mà có tình cảm thì người ta sẽ tặng một bộ quần áo, và trong đó thì cùng xem chị thì diện bộ váy mông này của anh Hồng Trọng sẽ thế nào. Anh em mình nhận từ xe khách gửi từ Mèo Vạc xuống, không ngờ luôn, không biết là trong nữa thời gian nữa mà khi lên nhà mới thì anh nhà Hầu có đến được không nữa. Mới đét luôn, như kiểu Tết luôn. Quái nhà. Lo chơi. Lo. Anh chưa mua. Anh chưa mua một tao gặp con chưa. Ui, ống nhỏ kín bếp thế này thì cùng chờ đón là phu nhân của A Hầu sau khi nhận được bộ quần áo đấy thì sẽ như thế nào đấy, chúng ta cùng xem. Sao nào? Đẹp luôn. Vừa hỏi xem vừa không? Vừa nhá. Em giao tiếp nhiều thì em mới biết là bằng hành động như nào. Khi vừa đây. Đây nhỉ, con. Lai đồ thử một món liền. Đấy, hai đứa con vào với mẹ xem nào. Đấy. Nhớ hiểu nhìn nhiệt lại.
Đấy, đẹp luôn đúng không? Quần quá hầu nó phải cắt, váy quá hầu nó phải cắt. Chị giò, có lý chị giò. Em mua. Ui ui, liếc, liếc cô. Rất đẹp đúng không? Màu hồng với màu vàng kết hợp thành một bộ đi chơi Tết là đẹp đấy. Đúng rồi. Nhìn rất là hay lắm. Hai giờ.